Ngày nay, khi nhiều người hâm mộ TVB tìm kiếm một số nghệ sĩ cũ, họ sẽ cảm thấy rằng thời gian không hề tha thứ, những gương mặt thân quen đó đã lần lượt đi về một thế giới khác. Nam nghệ sĩ gạo cội TVB Liêu Khải Chí vừa qua đời ngày 28 tháng 3 năm 2021 vì ung thư dạ dày, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn mãi trong lòng của người hâm mộ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu sử của anh và những vai diễn đã làm nên tên tuổi của Liêu Khải Chí nhé các bạn. Liêu Khải Chí, sao Hong Kong đóng bến Thượng Hải, Sát Phá Lan, qua đời tối 28 tháng 3 vì ung thư dạ dày. Công ty quản lý của nam diễn viên đang cáo phó, cho biết ông qua đời ở tuổi 67 tại bệnh viện Prince's Wales, Hong Kong, người thân ở cạnh ông những ngày cuối đời. Vào lúc 20 giờ 32 phút ngày 28 tháng 3, Liêu Khải Chí đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Prince's Wales, Hong Kong sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, ông ra đi bên cạnh vợ con. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Liêu Khải Chí đã thông qua tin nhắn xác nhận với tờ on.cc rằng ông mắc căn bệnh ung thư dạ dày, đồng thời tuyên bố ngừng đóng phim. Không ngờ chỉ sau một tuần ông đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp trong ngành và khán giả hâm mộ. Được biết, vào thời điểm tháng 1-2020, Liêu Khải Chí phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày, nhưng vì không muốn làm phiền những người xung quanh, cộng thêm tính cách kín đáo nên ông đã lặng lẽ tiếp nhận phác đồ điều trị. Trần Mẫn Nhi, bà xã Liêu Khải Chí cho biết, được sự khích lệ của y bác sĩ, Liêu Khải Chí đã phối hợp tốt phác đồ điều trị và giữ tinh thần lạc quan khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bệnh tình của ông đã tiến triển quá nhanh. Trần Mẫn Nhi đã xuất hiện trong bệnh viện vài ngày trước ngày 23 và dừng lại để nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Trần Mẫn Nhi nói rằng chồng cô, Liêu Khải Chí, đã không có việc làm vào tháng 12 năm ngoái vì dịch bệnh nên anh ấy đã đi chạy bộ hàng ngày, sau đó thấy chướng bụng khi ăn nên đi khám sức khỏe và được chẩn đoán là ung thư dạ dày nên nhập viện điều trị ngay. Trần Mẫn Nhi cho biết cô rất biết ơn khi được gặp một bác sĩ giỏi, đồng thời khen ngợi Liêu Khải Chí là bệnh nhân giỏi a, ngoan ngoãn và tích cực chiến đấu với căn bệnh ung thư, đồng thời cảm ơn tất cả những người bạn đã quan tâm, chúc phúc. Những năm gần đây, Liêu Khải Chí theo đàn anh Châu Nhuận Phát leo núi, coi trọng cuộc sống lành mạnh, không ngờ năm ngoái anh lại mắc bệnh ung thư dạ dày. Trên thực tế, Liêu Khải Chí đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong đó có nỗi đau mất con, vợ anh cũng mắc bệnh trầm cảm, là chủ gia đình, anh đã đối mặt với nỗi đau khó chịu nhất trong đời như thế nào. Quá khứ, những người trong giới như Liêu Khải Chí đã theo chân Châu Nhuận Phát leo núi và trở thành một trong những thành viên tích cực leo núi. Khi Liêu Khải Chí trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, anh ấy tỏ ra tích cực và nói rằng anh ấy sẽ đối mặt với nó một cách tích cực, anh ấy cũng chỉ ra rằng anh ấy đã già và máy móc đã hỏng. Trên On, diễn viên Lỗ Chấn Thuận, học cùng Liêu Khải Chí tại lớp đào tạo diễn xuất của TVB, nói, cuộc đời vô thường, trước đây chúng tôi thường tụ tập, từ năm ngoái, nhóm chúng tôi vắng anh ấy. Anh ấy ít nói, thường giữ nỗi niềm trong lòng. Mong anh yên nghỉ. Trên Weibo, nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ Liêu Khải Chí. Lý Nhược Đồng viết, đọc tin anh mất, tôi rất buồn. Chưa từng hợp tác nhưng từ lâu, tôi ngưỡng mộ tài diễn xuất của anh cùng lối sống chừng mực, yêu thương gia đình. Tài tử Huỳnh Tông Trạch viết, chú Chí kính mến, được đóng chung phim với chú là vinh hạnh của cháu. Tạm biệt chú. Từ nhà sản xuất, đạo diễn tới các diễn viên đều khâm phục Liêu Khải Chí. Theo Apple Daily, hay tin ông qua đời, Quách Phú Thành khóc. Anh viết trên trang cá nhân, anh Chí, một diễn viên giỏi, đóng phim bằng toàn bộ tâm huyết, một bạn diễn vô cùng chuyên nghiệp của em, một quân tử khiêm tốn. Em mãi nhớ anh. Hai người từng đóng chung Vô Song, Trinh Thám C, Trinh Thám B, Chân Tử Đan, vợ chồng thư kỳ Phùng Đức Luân, tài tử Ngô Chấn Vũ, La Gia Anh, đều thể hiện sự đau buồn khi bạn diễn qua đời. La Gia Anh viết, một diễn viên giỏi rời xa chúng ta anh Liêu Khải Chí, mọi người thường gọi chú Chí. Tôi may mắn đóng cùng anh vài bộ phim, rất khâm phục diễn xuất của anh. Anh Chí, thiên đường không có đau đớn, mong anh yên nghỉ. Liêu Khải Chí tên tiếng Anh là Đích Liêu, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954, tại Hồng Kông thuộc Anh. Liêu Khải Chí lớn lên trong một gia đình bình dân. Khi còn nhỏ, anh đã nhìn thấy ngôi sao nhí Phùng Bửu Bửu từ một bộ phim truyện tiếng Quảng Đông và đã khai sáng anh thành một diễn viên. Từ đó, Liêu Khải Chí đã ôm mộng làm diễn viên dù biết bản thân không có khuôn mặt tài tử như các nam diễn viên khác. Dẫu vậy, sau khi tốt nghiệp trung học năm 1972, Liêu Khải Chí vẫn quyết tâm thi vào lớp đào tạo diễn viên của TVB. Anh thi hai lần mới đậu, trở thành học viên lớp đào tạo kỳ 8 năm 1979. Bạn học cùng khóa với anh có nhiều cái tên nổi tiếng như Thang Chấn Nghiệp, Châu Tú Lan, Lý Thành Sương, Ngải Uy, Trần Mẫn Nhi, Huỳnh Mẫn Nghi. Liêu Khải Chí bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đây.
2020 đánh dấu tròn 41 năm Liêu Khải Chí chính thức dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. 41 năm qua, anh tham gia hơn 60 bộ phim, cùng TVB trải qua giai đoạn hoàng kim từ những phim kiếm hiệp thập niên 80 đến tâm lý xã hội những năm 90. Dù không đảm nhận những vai chính nhưng có thể khẳng định sự hóa thân của Liêu Khải Chí trong mỗi vai diễn đều khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến anh. Nam diễn viên Liêu Khải Chí quen mặt với khán giả yêu phim TVB những năm thập niên 1990. Tên tuổi anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm lớn như Mối hận Kim Bình, Hồ sơ Trinh sát 3, Sát phá Lan, Chuyên gia đàm phán, Vô gian đạo 2. Trong suốt 41 năm sự nghiệp của mình, anh từng hai lần được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc TVB và được ghi nhận bởi diễn xuất chân thực, nhiều cảm xúc. Với đồng nghiệp, anh được đánh giá là một người trầm tính, kín đáo, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Gì vậy? Đất cai trị công cộng vừa có dân tỉnh khác mới đến, muốn chiếm địa bàn của mình. Thì cứ mặc kệ họ, miễn là chịu nợ 20% được rồi. Ngọc Hương, sao tay cô run vậy? Mệt mỏi lắm sao? Ngồi xuống đi, để ta bắt mạch cho. Đại nhân, cung Văn Long muốn trả thù cho dì đệ đã tới mức không thể thông cảm được rồi. Thủ túc tình thâm, bổn phủ làm sao trách ai được. Nhưng mà sau vài lần thoát hiểm của đại nhân, tôi tin chắc đối phương đã để ý đến chúng ta. Có lệnh hành động. Xuất phát. Lệnh hành động gì? Không còn thời gian nữa, về báo cáo lại với sếp. Đứng lại. Cậu có coi tôi là cấp trên của cậu không? Có lệnh hành động mà không báo với tôi. Lên đi. Lên đi mau. Huynh đã trở thành phế nhân. Trên giang hồ không còn ai tên là Dư Đại Nhân. Tam ca, Tam đệ, đời này để trở về Trung Nguyên, để phải tìm. Thứ nhất, phải do đích thân đô tổng thiêu đầu áp tải. Thứ hai, trong vòng 10 ngày từ phủ Lâm An đưa đến phủ Tương Dương Hồ Bắc. Thứ ba, thanh đao này có uy lực lợi hại vậy sao? Ngài có thể cho tôi mượn xem thử không? Người muốn gạt ta? Ngươi tưởng ta là trẻ con à? Nếu như không tiện, tôi cũng không ép buộc ngài. Chú ơi! Nè cậu! Nè sao vậy mấy sếp? Nè! Cảm ơn. Con nhỏ đó lâu lắm rồi không có về đi. À, Điền Đôi. À, tôi xin giới thiệu với ông, cô này tên là Quách Tiểu Lâm, chịu cười rất được. Tôi nhận ra cô. Nè, nói thật nha, nếu như không phải tại lần trước, tôi cũng không biết là phản ứng của tôi có còn nhanh được không. Sorry, sir. Nè, Tiểu Lâm. Bệ hạ ra ngoài lâu lắm rồi, trong triều còn nhiều việc đang chờ bệ hạ. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trên khen ai cũng nói cần cẩm. Thực ra có ai hỏi cẩm cần ai không? Bệ hạ là thuận theo thiên mệnh. Chiếu Lý là một người đa tình. Đối với hoàng hậu phi chỉ là tình cảm trai gái. Đối với muôn dân thiên hạ là tình cảm.
Nếu là bạn hãy mua sẵn quan tài, chọn sẵn đất giùm tôi luôn đi. Một cô mới quen tôi ngày đầu sao? Đâu có giống người ta, cao ráo đẹp trai, lịch sự như vậy đâu chứ. Anh ăn sáng chưa hay là đến quán của dì ăn đi? Thôi được cái sao, tôi lâu thôi như vậy mất công ảnh hưởng tới người ta. Tôi ăn cháo trắng bánh quẩy hay hơn. Lời nào đối với chuyện liên doanh này hết? Còn nếu như bọn họ nói không, tôi sẽ dựa vào thân phận cổ đông lớn nhất của Donald & Co yêu cầu lên tòa án ngăn cấm việc liên doanh lần này. Nửa năm thôi. Sau nửa năm, em sẽ biết được những việc mà anh muốn làm. Đúng rồi, anh muốn hỏi em một vấn đề. Nếu như anh muốn em nói dối, một lời nói dối gạt hết tất cả 8 triệu dân Hồng Kông, em có làm không hả? Em sẽ làm. Giúp đại phu, là phiền ông bằng mọi giá cũng phải chữa lành bệnh cho bình quân đệ dùng. Có ngân lượng chắc chắn là chữa khỏi. Coi như cậu may mắn á, tôi chuyên trị trật đã đau thương mình. Sáng lên kìa. Nó đã bị trúng xương. Năm 1986, Liêu Khải Chí tham gia phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký của TVB bao gồm 40 tập. Anh trong vai Du Đại Nham đệ tử thứ 3 của Trương Tam Phong, phim còn có sự tham gia của Lương Triều Vĩ, Lê Mỹ Nhàn, Nhậm Đạt Hoa, Trịnh Du Linh. Ngoài ra, Liêu Khải Chí còn thực hiện bộ phim điện ảnh với ca Game Man 1993 Lung Dân đã giành giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 12 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm 1994, Liêu Khải Chí tham gia phim Mối Hận Kim Bình, phim gồm 40 tập do TVB sản xuất, anh trong vai Võ Đại Lang, phim có sự tham gia của Tăng Vĩ Quyền, Quách Khả Doanh, Ông Bích Hà, Đơn Lập Văn. Sau này, anh liên tiếp gặt hái được nhiều thành công với những vai phụ quen thuộc, có thể kể đến như Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên 1995, Anh Điền trong Hồ Sơ Trinh Sát 3. Sự miệt mài cùng diễn xuất đột phá của Liêu Khải Chí giúp anh đạt được không ít thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật. Năm 1999, Liêu Khải Chí tham gia phim Tuyết Sơn Phi Hồ, phim gồm 40 tập do TVB sản xuất, anh trong vai Bình A Tứ, phim có sự tham gia của Sa Thi Mạn, Trần Cẩm Hồng, Ngụy Tuấn Kiệt, Huỳnh Nhật Hoa, Đặng Lệ Minh. Năm 2000, Liêu Khải Chí tham gia phim Dương Quý Phi, phim gồm 20 tập do TVB sản xuất, anh trong vai Cao Lực Sĩ, là thái giám quyền lực dưới chiều của Đường Huyền Tông, phim có sự tham gia của Giang Hoa, Hướng Hải Lam, Ngô Mỹ Hành. Năm 2004, Liêu Khải Chí không còn gia hạn hợp đồng với TVB và rời đi. Năm 2004, nhờ vai diễn trong Vô Gian Đạo 2, Liêu Khải Chí được đề cử nam phụ xuất sắc giải Kim Tượng Điện ảnh Hồng Kông. Kể từ năm 2005, Liêu Khải Chí đã tham gia tổ chức chương trình dành cho cha mẹ con cái Chúng Ta Đều Là Cha Mẹ của công ty truyền hình cáp Hồng Kông. Tháng 2 năm 2005, anh dẫn chương trình Siêu Nhiên Sự Kiện Chấn Động trên ATV. Năm 2006 với Sát Phá Lan, lần thứ 3 anh được đề cử nam phụ xuất sắc nhất.
Năm 2009, anh vinh hạnh lãnh giải Kim Tượng cho nam diễn viên phụ xuất sắc. Năm 2009, Liêu Khải Chí cùng phim Nhân Chứng hay còn tên là Chuộc Tội lại đoạt giải điện ảnh Hong Kong cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Anh trở lại TVB vào năm 2006, rời TVB một lần nữa vào năm 2009 và trở lại TVB vào năm 2011. Năm 2012, anh ký hợp đồng với City Telecom, sau đó được đổi tên thành HKTV và trở thành nghệ sĩ của bộ phim truyền hình đầu tiên trên HKTV là Cảnh Giới Tuyến, đóng vai Đỗ Nhất Phi. Sau đó, vào năm 2013, Liêu Khải Chí tạm thời rời đi vì mạng truyền hình Hong Kong không xin được bản quyền truyền hình miễn phí như đã định. Vào cuối năm đó, anh trở lại TVB, tự do và tham gia bộ phim chống tham nhũng Hành Động Liêm Chính 2014, đóng vai Sơ Tư Điền. Sau khi đóng bộ phim này vào năm 2014, anh ấy đã rời khỏi TVB lần năm. Vào tháng 7 cùng năm 2014, Liêu Khải Chí ấy tiến cử bản thân vào HKTV và đảm nhận việc quay phim Quyết Chiến cho đến tháng 10. Vào cuối năm 2015, Liêu Khải Chí trở về TVB như một diễn viên tự do và quay loạt phim Luật Sư Đại Tài với Phương Hạo Tín. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, anh đóng vai Dị Thiên trong bộ phim truyền hình Ngụy Thám Tiền Truyện của Viu TV chính thức được phát sóng. Đây là một bộ phim tâm linh của Trịnh Thiếu Thu và Đào Đại Vũ. Sau khi tốt nghiệp, anh ký hợp đồng với TVB và may mắn được giao cho vai diễn trợ lý Đinh Lực trong Bến Thượng Hải 1980. Thành công của bộ phim khiến Liêu Khải Chí cũng có bước khởi đầu may mắn. Anh rời TVB năm 1982 và trở lại TVB năm 1984. Liêu Khải Chí là một nghệ sĩ tài năng trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực, anh lại phải chịu nhiều thăng trầm, bất hạnh. Liêu Khải Chí và Trần Mẫn Nhi đều học cùng một lớp đào tạo nghệ thuật. 3 tuần sau khi họ gặp nhau, Liêu Khải Chí đã hỏi Trần Mẫn Nhi liệu em có kết hôn với anh không? Trần Mẫn Nhi trả lời rằng cô sẽ kết hôn với anh. Năm 1987, Liêu Khải Chí kết hôn với nữ diễn viên Trần Mẫn Nhi, cả hai lần lượt sinh ra 3 cậu con trai. 3 con nhỏ khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn. Cũng như mọi cặp đôi khác, hai vợ chồng đối diện với thực tế đời sống khó khăn, nuôi dưỡng con cái ăn học, chi phí, sinh hoạt gia đình. Thời điểm ấy, Mẫn Nhi ở nhà làm nội trợ, trong khi chồng đi đóng phim kiếm tiền. Nhắc lại chuyện xưa, Liêu Khải Chí tâm sự, việc có 3 đứa con đã khiến hai vợ chồng anh không còn nhiều thời gian dành cho nhau, mâu thuẫn giữa họ có lúc trở nên căng thẳng. Năm 2003, tai họa ập đến với vợ chồng Liêu Khải Chí, cậu con trai út 3 tuổi của họ mắc bệnh ung thư máu. Gia đình họ Liêu bước vào hành trình cùng con hóa trị, xạ trị kéo dài suốt 3 năm. Nhắc lại những tháng ngày đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật, Khải Chí nói anh không nguôi nỗi đau khi đầu óc hiện lại hình ảnh đứa con thơ ói mửa, gầy dọc, cơ thể đầy dây nhợ nhăn nhịt. Vợ chồng Khải Chí đau đớn, tuyệt vọng, chỉ biết động viên nhau vượt qua những phút yếu lòng. Đây cũng chính là lúc họ hàng gắn lại dạng nứt hôn nhân và yêu thương nhau nhiều hơn. Trong những tháng ngày con trai út Nono bệnh tật, Liêu Khải Chí gần như xa rời màn ảnh. Ngày ngày, anh dậy từ 6 giờ sáng, đưa 2 con trai lớn đến lớp, rồi vội vã về với con nhỏ ở bệnh viện. Mọi tình thương yêu anh dồn hết cho Nono. Ký ức vẫn nguyên vẹn trong Khải Chí, anh mường tượng lại việc giúp con xoa dịu nỗi đau bằng việc massage cho cậu bé. Đọc truyện, chơi game với con. Sau 3 năm chống chọi bệnh tật, một ngày tháng 4 năm 2006, Nono chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, khi cha mẹ vẫn đang hát cho cậu nghe một bài quen thuộc mà cậu vốn yêu thích. Ngày đưa con về nơi an nghỉ, vợ Liêu Khải Chí không khóc. Tuy nhiên, nỗi đau con trai út bé bỏng ra đi khiến cô phát điên. Sau đó, cô rơi vào trầm cảm, từng có ý định tự tử. May mắn thay, sự yêu thương của chồng và 2 con đã dần khiến cô dịu lại, từng bước quay trở lại với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh Liêu Khải Chí bận rộn ở phim trường, ông ngồi một góc ăn bữa trưa do đoàn phim phát được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Ở tuổi 65, nam diễn viên kỳ cựu lộ rõ dấu vết của thời gian, thân hình ông tiều tụy, mái tóc điểm bạc cùng cách ăn mặc sơ sài, tuần toàn, không còn vẻ ngoài trẻ trung, phong độ như trước đây. Nhìn nhận lại những khổ đau đã đi qua, Liêu Khải Chí nói nỗi đau trong anh chưa bao giờ nguôi.
nhưng nỗi đau cũng dạy cho anh trân trọng, yêu thương hạnh phúc gia đình hiện tại. 3 năm cùng con chống đỡ với bệnh tật đã khiến cho tôi hiểu một điều, cuộc sống quá mong manh. Cách suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều sau biến cố ấy. Còn gì quan trọng hơn gia đình? Thời khắc được bên nhau là giá trị nhất. Thank you.